Mái ấm hoa hồng cái tên thật hay, nhận nuôi trẻ bỏ rơi cơ nhỡ, giúp các em sinh viên có thai và cụ già không có nơi nương tựa. Cô tuổi tên Giáp Thị Sông Hương với câu chuyện thật là xúc động. 50 tuổi quê ở Bắc Giang là chủ của mái ấm hoa hồng, 17 tuổi nhận bé đầu tiên, 34 năm đi làm thiện nguyện, cuối cùng mọi người đã hiểu ra cô làm tất cả cũng chỉ vì xiên. Cô nói cô đi nhặt ve chai, chạy xe ôm để nuôi các cháu, bao nhiêu mạnh thường quân ủng hộ mà cô tôi ngại cô có lấy đâu. Nhưng sau dịch kinh tế khó khăn, có bao nhiêu là cô nhận hết, nào là sữa, nào là quần áo, nếu không mua được cứ quy ra tiền các cháu ở đây no đủ lắm. Có cơm trắng chan với nước tương, sữa thì đóng vào thùng đem bán, đổi ra ngân lượng vào túi mẹ Hương. Mẹ thương yêu các con lắm, không ngủ là mặt mũi tối tăm, giặt hai chân mẹ đưa đi tắm, tác động vật lý nếu trẻ biếng ăn. Thường các em đã không có nhà, đã không có đủ mẹ lẫn cha, được nhận nuôi bởi người xa lạ mà biết đâu lại là nỗi khổ thứ ba. Các em ơi vui chơi ít thôi, đừng quá đà mà ra sản phẩm, rồi bỏ rơi các con khổ cực, từ hết sai lầm cho đến sai lầm. Chúc các cô sẽ đi thật sâu, lâu thật lâu cô ơi đừng về, sống thất đức trời chu đất diệt, cô đừng có hứa cô ơi đừng thề. Luôn tỏ ra mình có tâm, coi các con như con của mình, nhưng đằng sau nhân tâm hành hạ, các cô đúng là một loại yêu tinh. Nơi thương lại không có tình thương, nơi nhiều sữa lại không có sữa, mái ấm mà sao lại lạnh quá, nơi đầy đủ cửa lại thấy gió lùa.